đúng không? Vì ham đặt mái nên bạc phơ mái đầu, bạc đầu thì mặc bạc đầu, nếu không đặt mái thì sống đâu làm gì. Đây xuống đấy cái gì mà đấy là vợ trẻ là sớm rồi nữa có đông lưng đâu đấy. Quay lại lần đầu tiên là ông ơi, lần đầu tiên không thấy ngon. Ôi là thương nó chiến thắng mà còn nói được, chiến thắng mà ngồi cái gì ngon như được. Mình thương ăn hô đó nào lại gọi ngồi nát máy rồi. Làm sao đâu làm vui cho mọi người khỏe ra, đúng không? Ở đến bệnh viện mà có được một người diễn hài để mà bệnh nhân cười là khỏe ra bao nhiêu ngày sau không cần phải thuốc. Cười mà người cười khổ. Quay các bệnh nhân đi ra. Bởi mình như thế này này, con người đã trời nó cho sống được bao nhiêu được hưởng được bấy nhiêu. Nếu mà có bệnh thì phải chữa. Mà thứ nhất là cái tinh thần của mình nó phải là vừa phải đạt thông. Mà em đến đây một phát là thấy bác gì ở ngồi ở kia kìa, cái cú hù to tức lớn kìa. Mà em có thể ra đúng là to không phải là cái trội, mà nó có là mọi thứ nó vượt trội hơn người. Mà to thế nào mà to thừa hết cả thịt rồi mà lại vẫn cứ bất bệnh thế. Ủa thế hay là chẳng nhất là hay là nắm bà quá đâm ra là có đối nào thì bắt ba gai cơ. Có. Quá ổn rồi thế thì khổ là phải thôi. Cái món đấy là suốt đời từ khổ đến kim đều khổ, chứ khổ thì khổ chứ vẫn bổ vào thân. Nó sướng. Đấy khổ vì cái đề cũng sướng rồi. Các bác vậy? Ừ. Đấy, rồi. Trời ơi. Có cái cô kia kìa. Cô là nằm mổ đẻ mổ con. Mổ gì cũng được. Biết là mổ. Thế mà từ đến giờ có khi chưa khỏe mà hôm nay gặp ở xuống đây của phát mai về được về viện luôn, sướng thế cái gì mà phải về luôn, mà chả biết là lấy cái ông kia thế nào mà thì vợ thì trẻ mà lấy chồng thế nào thì cũ thế. Có mày em nói chuyện như bà nên thì chuyện bà báo rổ đấy, lấy vợ lấy chồng già đấy này, vừa sạch cửa nhà này còn cơm canh chối về đỡ chân được vợ đấy bước từ đây. Mà ra không phải là con nói thật với ông mà chẳng qua là thân anh cả giống hoa thơ. Vì ham đặt mái nên bạc phơ mái đầu, bạc đầu thì mặc bạc đầu, nếu không đặt mái thì sống đâu làm gì. Đây sướng thế cái gì mà đấy là vợ trẻ là sướng rồi nữa có đông lưng đâu. Đấy quay lại lần đầu tiên là ông ơi, lần đầu tiên không thấy ngon. Ôi là thương nó chiến thắng mà còn nói được, chiến thắng mà ngồi cái gì ngon như được. Mình thương ăn hô đó nào lại gọi ngồi nát máy rồi thế còn hiệp gà nữa thôi, nói thật ra còn nói thật thì cô còn đến đây thì con thấy mọi người đau ốm là con thương lắm đấy. Thế nhưng mà đau ốm là do số của mình thôi, nhưng mà cố phải ăn uống và cho nó khỏi về để trâu để con nhá. Đấy là hiệp gà bảo rổ đấy, nước màu gà cũng màu gà đấy. Thế còn con nói thật với ông thế này này, ông bảo là đúng là từ bé đến giờ tôi nghe xuân hinh nó nhiều lắm rồi, nhưng mà chưa bao giờ được gặp, mà hôm nay gặp được xuân hinh đây rồi thì không có gì con cho con không có tiền không tiền có cái gì không có tiền à không có thế à. Vâng, con được lắm rồi thì con nói thì mấy đến giờ thì tốn cơm lắm rồi quan mà cứ dễ chỗ nào đâu anh người là có tiền cơ mà muốn cười cũng cho cười giả cười này là khóc. Xuân Hinh bảo rồi, em là người Bắc Linh thì bảo rồi. Gái Bắc Linh ấy, mặt yếm hở luôn. Trối em nằm ngủ con luôn cho nó bùa vào. Ông nhớ nhé, ông nhớ là con gái của nó nhé. Đấy, không cho nó hơi. Còn như là đôi môi thẻ nơi căn lều ven đất quanh năm ô quai chào. Ôi trời, đây là bố con nhưng có được thừa hưởng xem của bố con. Bố con ca cũng người ta luôn. Bố con hát cũng người ta luôn. Mà anh em được con là đi đến đâu là kiểu gì cầm mất là bình thường. Lên đến sân khấu của phát cầm và mới phát quay khán giả như củ khoai năm nóc. Nói thật với các bác thế này này, quay cho bảo rồi. Thật ra
đến đây thì thấy mọi người mắc bệnh thì đúng ra người ta không hiểu cho ai. Thế để bảo cái thằng này nó đến bệnh viện, người ta đau ốm nó lại làm như thế, nhưng không phải đâu. Càng nghĩ nhiều, càng giàu não nhiều thì càng chết sớm thôi. Cho nên là phải tươi cười lên, ấy cụ gì ơi, cụ phải cười lên đấy, con thấy cụ cười lên. Răng đằng trước thì vài cái được chia tay, mình rồi kệ nó đi. Cái gì còn cho nó chắc thì cứ để nó chắc. Còn cái nào nó không muốn níu kéo lên mình rồi vứt bỏ hết, nha cụ nha. Còn cái kia dù con nó yếu hay nó không khỏe nhá. Báo tôi nói thiệt ra là năm nay tôi 78 tuổi rồi, nhưng mà tôi vẫn mê chơi chim lắm. Cứ mỗi lần tôi thi chim tôi lại đem một chim lên đây thi. Mà tôi sợ năm nay 78 tuổi rồi, tôi bỏ nó đi đám nó mà tổ đi đám tôi. Nhưng mà kẻ nó đi, không biết là con thật tiếu táo thì không biết là cụ đang nghĩ cái gì mà cứ ngẩn ngơ thế. Thế cụ cứ ngoảnh ra đây cho con một tí xem nào. Cô thế gớm hôm nay có cho cụ để lên trên lúc để cụ mọi người biết à, cụ đi viện rồi đến thăm hỏi chứ. Nhanh, phải không? Thế trường xa là con nói thật, hôm nay anh em con thành công phúc đức đến đầy đủ để đến thăm, thứ nhất là thăm bố con để xem sức khỏe thế nào, ổn đời cho, chuẩn bị về cho chăn lợn, phải chưa? Những cái đường hộp sữa chứ. Thế còn là mọi người ai có bệnh cũng phải chữa. Đây những người khỏe đuối như châu, mình phát được sống luôn. Thế nên là mình cứ ngoạng ngẹo một tí như sống gọi là được rồi. Đấy, thế nên là nói thật ra thì hôm nay đến đây thì cũng đông cả, đầy đủ cả đấy, nhưng mà thôi, quay đến thế thôi, để cho mọi người có niềm vui, nụ cười. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ, bằng một sổ Pepsi, bằng 1.000 viên xít nhé. Thế dù có bệnh hay không có bệnh, dù ở Nam hay ở Bắc mà trội chứ lấy thuốc bổ mà vả vào mồm nhiều hôn ăn á. Ôi giời thôi nhá, xin chào. Không.